Đấy, vỏ loa về tiết cho bác nhé. À, tiếp tục về được một đôi vỏ loa nữa. À, bát này thì đường kính nó tầm 10-12. Vỏ loa đây, mặt trước của nó đây. À, có ê căng nhé, có ê căng đầy đủ luôn. À, mặt sau là lỗ thông hơi và chạm để lắp loa, lắp rắc loa đây. Có chạm rắc loa nhé bác nhé. Đây này, cái chạm của nó chạm tròn tròn này. Đấy, có ê căng. Đây, các bác lấy nó về cho đỡ phải đóng. 300.000 một đôi này quá bèo rồi. 300.000 một đôi, các bác đi đóng làm sao đóng được như thế này nhé. 300.000 một đôi. Ok chưa? Đấy. 300.000 một đôi này nhá. 300.000 một đôi vỏ loa.